chúc tụng. Trên con của Đức Chúa Trời, linh hồn con chúc tụng. Chúa Giêsu đấng sống, chốn âm ti vực sâu, Giêsu phục sinh vinh quang. Ngài quyền năng thay, quyền năng trời tụng ca, mọi ý quyền trong danh Cha. Hallelujah, Ngài vinh hiển thân. Linh hồn con chúc tụng, trên con của Đức Chúa Trời, linh hồn con chúc tụng. Cho Giêsu đấng sống, chốn âm ti vực sâu, Giêsu phục sinh vinh quang, Ngài quyền năng thay, quyền năng lớn thay. Xin chúng ta mở trong Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 8 cho tới câu 15. Tôi xin đọc ở đây câu 8 cho đến câu 15. Cô-lô-se đoạn 2. Hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tết theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Nếu anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong Ngài anh em đã nhận cắt bì không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài, trong báp têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin. Nơi quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ. Vì đã tha thứ tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chống và bền chúng ta ở giữa thiên hạ. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa, Chúa dạy dỗ và tôi suy gẫm. Tôi nhìn thấy cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời trọn vẹn trên đất này. Và nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, hồi xưa trong Công giáo thì không có được lời của Chúa, chỉ nghe ông cha giảng mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã tìm được đường lối và chân lý và lẽ thật này. Ngài ban cho tôi nhìn thấy được cuộc đời của Chúa Giêsu bởi lời của Ngài. Và cuộc đời của Chúa Giêsu ở trong những cuốn sách Kinh Thánh mà toàn thế giới đều có những cái ngôn ngữ riêng cho mình, để chúng ta thật sự là con cái của Chúa, có lời của Chúa ở trên đất này. Đó là một món quà đặc biệt, vô tận, vô điều kiện mà Ngài đã khái niệm và không xa lạ với loài người. Chúng ta đã biết Chúa, đã tin Chúa, đã theo Chúa mỗi ngày. Và chúng ta nói là mọi người đều là những người được Chúa kêu gọi và hầu việc Chúa. Cũng không hiểu nổi có những lúc phải sống trong công việc gọi là thành công đắc thắng, hãnh diện. Mọi khía cạnh chúng ta làm những điều tốt, chúng ta không ai muốn làm xấu, nhưng mà chúng ta muốn được phước và muốn được phước thêm nữa. Chúng ta cho là đúng đắn, là đủ rồi.
Nhưng chỉ có một tình yêu thương mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu trọn vẹn cho đến tới chết, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài, Ngài đã đổ huyết ra, và tất cả tội lỗi, tất cả những gì chúng ta đi theo, chúng ta làm đều ở trên cái thập tự giá mà Ngài đã gánh chịu bởi chúng ta, đó là sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ đã trọn vẹn. Nhưng đời sống của chúng ta đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho, đó là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay là cuối tháng, và cũng là cuối tháng 11, và cũng là sắp sửa bước vào cái tháng cuối cùng của năm để chúng ta làm kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Thì cả thế giới còn lại trên đất này, con cái Chúa, tất cả mọi người đều đã đang chuẩn bị, không phải đến tháng 12 mà tháng 11 đã có sự chuẩn bị, có những lời ngợi khen, ca tụng, nhất là cái nơi mà Chúa được sanh ra ở tại Bethlehem, ở bên nước Do Thái, ở tại đất Palestine. Tôi đã đến đó không phải là tháng 12, chỉ là tháng 6 thôi, năm 2012. Thì nhạc cụ cả đêm, cả ngày, 24 tiếng đều ngợi khen con của Đức Chúa Trời ra đời, đó là Chúa Giêsu. Họ cứ hát, họ cứ ngợi khen Chúa Giêsu ra đời là tại Bethlehem. Cảm ơn Chúa, cuộc đời còn lại của tôi đã được đặt chân đến tại Palestine, và tôi đã nghe được những cái bài hát đó, lòng của tôi thổn thức, và tôi tiếp tục trên hành trình trung tín với Chúa nữa. Đó là Chúa đã đến thế gian lần thứ nhất, và chúng ta đang chuẩn bị để Giáng sinh, và Ngài đã nói Ngài sẽ đến thế gian lần thứ hai nữa để phán xét kẻ sống và kẻ chết, trong đó có mọi người chúng ta. Đó là sự cứu chuộc của Chúa Giêsu đến thế gian này rất là trọn vẹn. Nhưng chúng ta là dân còn sót lại, biết Chúa, theo Chúa mỗi ngày, nhưng chúng ta sống có hoàn hảo hay không? Cuộc đời mỗi người chúng ta nhận phước, nhận sự kêu gọi, nhận tất cả những sự tốt đẹp Ngài ban cho, mà chúng ta có cảm tạ thật với Chúa. Cảm ơn Chúa, cuộc đời của chúng ta, ta và thời gian thì giờ của mỗi chúng ta còn lại trên đất này. Cảm tạ ơn Chúa, lời của Chúa buổi sáng nay trong Côlô đoạn 2 từ câu 18, từ câu 8 cho tới câu 15. Thì cuộc đời của mỗi chúng ta là còn có cơ hội, còn sống là còn có cơ hội để thay đổi. Chúng ta không, lời của Chúa dạy dỗ mỗi người chúng ta để chúng ta có một đời sống mới, không phải chỉ là tỉa sữa, tỉa rồi sữa rồi cũng còn đó. Cũng như vậy, vì đời sống xác thịt vẫn còn yếu đuối, vẫn còn bệnh tật, vẫn còn khó khăn, vẫn còn thiếu thốn, vẫn còn cần. Nhưng mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta tiếp tục trên hành trình này. Đó là sự dạy dỗ của Ngài. Lời của Chúa bảo rằng hãy coi chừng những kẻ lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, làm cho chúng ta sẽ có sự lầm lạc. Vì thời kỳ cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai, thì sẽ có nhiều tiên tri giả sẽ làm cho chúng ta sẽ nghe im tai, và sẽ cho mọi người chúng ta có cái tầm nhìn của những con người rất là mát mắt, rất là thích thú, và sẽ lầm lạc những tiên tri giả. Họ không có tìm những người ngoại, mà họ tìm con cái Chúa, nhất là họ tìm những người đã dâng mình hầu việc Chúa, thì họ sẽ có những cái lời lẽ và hư không và lời truyền khẩu của loài người, chứ không phải là ở đâu, nhưng con người với con người ở trên thế giới này, ở khắp mọi nơi. Vì Satan nó biết thời gian và thì giờ rất gần Chúa sẽ đến lần thứ hai, và Chúa đã làm gì? Chúa đã nói tất cả chúng ta đều nghe, đều biết, và đã truyền lại cho con cháu, gia đình, hội thánh và đời sau này còn lại để nhận biết lẽ thật này. Vì không có một đứng nào mà bắt phục mọi chúng ta trong sự sơ học này, nhưng mà đó là lời của Chúa ban cho mỗi chúng ta. Xin mỗi người mở ra trong Matthew
Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 16 đến 18 thì Chúa nói rằng sự sơ học của thế gian không theo Đấng Christ mà bắt phục anh em phải phục chăng? Đó là lời của Chúa bảo chúng ta là không có một người nào và không có một đấng nào bắt phục chúng ta được ngoài lời của Chúa, đó là Chúa Giêsu Christ. Đòi người, mỗi người chúng ta phải có một lần chết và một lần để nhìn thấy được một đời sống mới. Đó là Chúa đến lần thứ hai, Ngài sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết trong đức tin của mọi chúng ta có trên cõi đời này. Thì đó là con trai, con gái của Chúa phải đối diện trước tòa án của Chúa. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 27, theo như đã định loài người phải chết một lần rồi phải chịu phán xét, thì mọi người chúng ta là con trai, con gái của Chúa đều phải trả giá, đều phải đối diện với sự thử thách mỗi ngày còn lại trên cõi đời này, và chúng ta phải đối diện trước tòa án của Chúa. Thì mọi người chúng ta không phải chỉ bị đối xét mà thôi, mà mọi người chúng ta cũng được sự ân cần, sự ban cho của Chúa, đó là có quyền với Chúa để đón xét với những thiên sứ đúng và sai của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền đón xét các thiên sứ nữa. Thì chúng ta là ai? Chúng ta là anh em, chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời. Qua Chúa Giêsu, chúng ta có quyền đón xét cả thiên sứ. Vậy thì đời sống của chúng ta mỗi ngày phải tình yêu thương mà Ngài ban cho, đó là điều răn thứ hai. Điều răn thứ nhất tôi chia sẻ vừa rồi, đó là kính mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn và hết sức của mình. Điều răn thứ hai đó là tình yêu thương mà Ngài ban cho, là hãy yêu người lân cận như chính mình. Thì mỗi người chúng ta có yêu, có thương hay là kiện tụng hay là xét đoán, đó là tình yêu thương mà Ngài ban cho và Ngài ban cho chúng ta. Tất cả những điều răn mà chúng ta đều ai cũng phải biết và thực hành. Nhưng mà hai điều răn quan trọng này chúng ta có được trọn vẹn và làm như Chúa Giêsu hay không? Vì Ngài là đứng gương mẫu, Ngài là đứng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Và gương mẫu của Chúa Giêsu đã bày tỏ cho mọi chúng ta thấy Ngài kính mến trong sự vâng lời, đầu phục những gì mà Chúa Trời muốn. Thì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài đến chết trong sự vâng phục. Đó là chỉ có Chúa Giêsu là trọn vẹn. Ngài đã yêu thương chúng ta, yêu thương thế giới, yêu thương mỗi con người tin về Ngài. Đó là tình yêu thương mà Ngài phải bỏ mạng sống của Ngài. Thì chúng ta là ai? Chúng ta đã được cứu chuộc rồi. Thì mỗi người chúng ta đã được huyết của Ngài mua chuộc chúng ta là con trai, con gái của Chúa. Chúng ta được sự tự do trong ân điển của Ngài. Thì cái sự sống của chúng ta không phải chúng ta sống nữa, mà bởi vì Ngài đã sống, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền năng, Ngài đã sống, thì tội lỗi, đời sống của chúng ta đã chết. Thì chúng ta sống đây không phải chúng ta sống, mà bởi vì Ngài sống ở trong chúng ta. Xin mở trong Philip đoạn 1 câu 21, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Đó là lời của Chúa bày tỏ đời sống của Chúa Jesus Christ và bày tỏ cho mỗi chúng ta là những người còn sống lại trên đất này. Mỗi buổi sáng lại mới luôn, chúng ta còn thở, trái tim chúng ta còn đập, mở mắt ra chúng ta biết là còn tiếp tục trên hành trình thế gian này. Chúng ta ngợi khen Chúa và cảm tạ ơn Chúa, không phải đến thời gian chúng ta nhận phước mới nhận được một cái gì đó chúng ta mới cảm ơn Chúa, nhưng mà mỗi buổi sáng Ngài ban cho chúng ta thấy ánh sáng lại mới luôn. Đó là trách nhiệm trong đời sống còn lại của chúng ta. Xin mở trong Roma đoạn 8 câu 18, và tôi tưởng rằng
Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta. Đó là con cái, con cái Chúa bị bắt phục, chờ đợi sự nóng nảy chương trình của Đức Chúa Trời bày tỏ. Đó là quyền năng phép lạ của Chúa. Cả muôn vật đã bị bắt phục bởi sự hư không. Muôn vật hy vọng được Chúa giải cứu họ ra khỏi sự tôi mọi, hư nát, để được sự tự do dành cho sự vinh hiển. Đó là được làm con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 8, từ câu 18 đến câu 19. Đó là lời của Chúa ban cho chúng ta. Dù chúng ta sống trong mọi sự thử thách, đau đớn như thế nào, mọi người chúng ta đều được Chúa bày tỏ, có sự so sánh. Đó là chúng ta có một tầm nhìn, sự vinh hiển của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Đó là chúng ta có đức tin và sự bắt phục của Chúa, để chúng ta có nhận được sự bắt phục. Đó là sự hạ mình, khiêm nhường mọi chúng ta, để đời sống mới của chúng ta không phải là cố gắng lắm, nhưng bởi đức tin mà Ngài ban cho chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23, Chúa cũng nói khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sống do nó mà ra. Đời sống của mỗi chúng ta, mỗi người đều có sự suy nghĩ riêng. Chúa ban cho môi miệng của chúng ta để nói về tin lành của Chúa, để làm chứng về Chúa. Nhưng lời của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, đó là có mỗi tấm lòng. Tất cả những gì chứa trong đời sống của mỗi chúng ta, đó là ở tấm lòng. Khi tấm lòng của chúng ta có tình yêu thương, có sự khiêm nhường, có sự hạ mình, có sự thay đổi đời sống mới của chúng ta, đó là sự vui mừng cảm tạ Chúa điều tuôn trào ra ở môi miệng. Đó là từ tấm lòng mà chúng ta có đời sống phước hạnh mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Mỗi sự suy nghĩ của mỗi chúng ta, đó là sự bày tỏ mà Ngài dạy dỗ mỗi người chúng ta đều có thể thực hành được, vì Ngài là đứng trọn vẹn, mà chúng ta không có sự hoàn hảo nào nếu chúng ta không có Chúa, không có lời của Chúa, không có sự suy gẫm và không có sự vâng phục làm theo. Thì lời của Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự khó khăn. Ngài đã giải cứu chúng ta, thì đời sống hoàn hảo của chúng ta có kết quả như thế nào? Thì Chúa đã thắng thế gian rồi. Chúng ta có hoạn nạn trong thế gian, nhưng Ngài đã thắng thế gian này rồi. Thì chúng ta thắng mỗi ngày bởi đức tin là con của Chúa còn sống trên thế gian này. Ngài bảo vệ trong đức tin, trong sự trông cậy, trong sự nương náu của mình, vì lời hứa của Chúa không bỏ một con cái nào khi tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ ban cho và Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề cho chúng ta. Đó là Ngài không bỏ chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta có trong xác thịt yếu đuối tội lỗi, Ngài đã gánh trên cây thập tự giá rồi. Thì quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta sự chiến thắng mỗi ngày, mà chiến thắng chúng ta có sự tự do. Cho nên là chúng ta, mọi người chúng ta làm được tất cả mọi việc vì Chúa ban sức cho chúng ta. Đó là không phải chúng ta được chiến thắng, được sự tự do, Ngài ban cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng Ngài ban cho mỗi người chúng ta có sự bình an. Đó là lời của Chúa ban cho chúng ta có sự bình an, sự kết quả, sự chiến thắng. Đó là sự bình an thật để đời sống hoàn hảo của chúng ta tiếp tục trên đời này. Để làm gì? Để ngợi khen Chúa và cảm tạ ơn Chúa. Ở trong Cô Lô đoạn 3 câu 15, Chúa nói nguyện sự bình an của Ngài là đứng Christ cai trị trong lòng anh em, là sự bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Đó là sự biết ơn của chúng ta không phải là chỉ nói đầu môi chót lưỡi, nhưng sự biết ơn này đó là sự ngợi khen và thờ phượng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, mọi người chúng ta đều có mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta sẽ làm sao để có sự đời sống hoàn hảo mà Chúa ban cho, để xứng đáng
sống trong ân điển của Chúa tiếp tục trên đời sống, trên cõi đời này, để càng hơn nữa lời của Ngài sẽ ban cho chúng ta, đó là sự vâng phục và làm theo. Không phải là làm theo chỉ là tỉa sữa mà thôi, nhưng mà phải thay đổi hoàn toàn từng ý nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi chúng ta, thì Ngài sẽ nhìn thấy đời sống của mỗi chúng ta trong sự ngợi khen và thờ phượng Chúa. Đó là cuối cùng, đó là chúng ta có sự vui mừng trong mọi hoàn cảnh và ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa, để Ngài tiếp tục nữa, Ngài ban cho chúng ta sự bình an, để đời sống mỗi chúng ta được hoàn hảo, vì Chúa Giêsu là đứng trọn vẹn trên cõi đời này. Chúng ta là con cái, là những người Chúa đã lựa chọn, đã được sống trong ân điển của Chúa, thì làm sao lời hứa của Ngài ban cho mỗi chúng ta, đó là sự bình an thật. Sự bình an thật đó là sức khỏe, sự vui mừng để ngợi khen, cảm tạ ơn Chúa, và đời sống kết quả của mỗi chúng ta, mọi người chung quanh và nhìn thấy, đó là sự bình an thật, để tiếp tục nữa thờ phượng Chúa và ngợi khen Chúa. Đó là một đời sống hoàn hảo, gương mẫu của một tôi tớ Chúa trên đất này. Đó là Chúa sẽ ban phước cho các tôi tớ được nghe buổi sáng hôm nay, và lời của Ngài sẽ ban cho chúng ta tìm kiếm được sự vinh hiển của Ngài, đó là trong cuộc đời của Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ ban phước cho mọi chúng ta là những người hiệp lại, là những người yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin trả lời thời gian thì giờ sư Tem. Xin Chúa ban phước. Sư Tem tiếp tục. Yeah. Cảm ơn mục sư Marie Thu đã giúp chúng ta học lại bài học ở trong sách Colossae đoạn 2 từ câu 8. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong giờ Kinh Thánh, trong cái giờ đọc mà chúng ta đọc đầu giờ, thì chúng ta cũng đọc ở trong Văn Nhất đoạn 4. Tôi xin đọc lại câu số 9 để chúng ta kết nối với những điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài, con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Và chúng ta cũng học ở trong sách Colossae, đó là khi chúng ta đọc lại ở phần trên câu số 6, thì cho chúng ta cũng thấy được một điều, đó là anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa khi chúng ta tiếp nhận Chúa, thì chúng ta cũng được dạy dỗ trong câu 13 của Colossae đoạn 2. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và xác thịt mình không chịu các vì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Christ đã đến để làm giá chuộc cho mỗi một chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, thì Ngài muốn mỗi một chúng ta phải tiếp tục đâm rễ và lập nền ở trong chính Chúa Giêsu Christ, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo những điều mà chúng ta đã được dạy dỗ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần Chúa mỗi một ngày, và chúng ta cần trở nên giống như Ngài qua lời của Ngài, làm cho chúng ta được dạy dỗ, và khi lời của Chúa được dạy dỗ cho đời sống của chúng ta, và khiến chúng ta trở nên sạch, và mỗi một ngày chúng ta càng trở nên giống Chúa càng hơn.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời quý tôi tới Chúa. Chúng ta cùng suy gẫm những điều mà chúng ta đã được học buổi sáng hôm nay. Xin có đi trước. Cơ đốc nhân trải mọi thời đại luôn luôn có rất nhiều cái sự tấn công từ quyền của sự tối tăm trên đời sống tâm linh người đó. Và cái phong đoạn kinh thánh mà sáng nay mục sư Mai Thu hướng dẫn cho chúng ta học đó là định hướng trở lại đối với cái nền tảng đức tin trên lời Đức Chúa Trời. Đó lý do mà hồi nãy mục sư Cam có nhắc lại ở trên câu 6 và câu 7 đó. Anh em đã nhận Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài ấy. Hãy chăm rễ và vững nền, có nghĩa là thiết lập một cái nền tảng rất là sâu, rất là chắc chắn ở trên đời sống đức tin. Và đó lý do mà khởi đầu ở trong câu 8 thì Kinh Thánh ghi rằng hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết lý và lời hư không theo lời truyền khẩu loài người sơ học thế gian mà khiến anh em tâm phục chăng. Chúng ta biết rằng trong thời kỳ lúc bấy giờ đang khi Phaolô gửi lá thư cho hội thánh tại Colossae thì lúc bấy giờ nó có một hình thành một cái triết lý gọi là trí huệ phái. Trí huệ phái họ đặt một vấn đề, đó là cho dù những người Do Thái hoặc là những người không phải là Do Thái đang khi đi theo Chúa thì luôn luôn có những sự khuyến khích, có nghĩa là không có trọn vẹn và thường là không thể nào mà có được sự thanh khiết đi với Chúa được, vì Chúa là một cái gì đó rất là cao và con người thì không thể đáp ứng được. Và rốt lại cố gắng bao nhiêu thì cố gắng thì cái sự hư không của đức tin và rốt cuộc thì chúng ta cũng bỏ cuộc. Trí huệ phái họ nêu ra như vậy, có nghĩa là họ đề cao về Đức Chúa Trời nhưng mà họ làm thấp kém con người và khiến cho đức tin của rất là nhiều người bị rúng động trong thời kỳ lúc bây giờ. Và đó lý do mà tại sao Phaolô muốn nhấn mạnh đó là hãy chăm rễ và lập nền ở trong Ngài, và đức tin vững vàng tuy theo anh em được dạy dỗ thế nào thì hãy dư dật hướng dẫn dạy dỗ lại. Cách mà ông muốn triển khai dân sự của Chúa là như vậy. Và để đối lại với trí huệ phái, ông nhấn mạnh về những cái yếu tố căn bản. Ông nhấn mạnh một yếu tố rằng Đức Chúa Trời đúng là Ngài là một đấng đầy dẫy. Sự đầy dẫy bổn tánh Đức Chúa Trời đều có ở trong Đấng Christ như có hình. Ông đối lại với lại cái cách của trí huệ phái về một Đức Chúa Trời toàn vĩ thì ông muốn nhấn mạnh rằng đúng là như vậy. Thật đầy dẫy bổn tánh Đức Chúa Trời có hình ở trong Đấng Christ, ở trong Jesus Christ. Và vấn đề là anh em nhờ Jesus Christ mà đầy dẫy mọi sự. Đúng là con người có một cái sự bất năng, đúng là con người có cái sự thiếu kém, nhưng mà sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Jesus Christ, vì Chúa Jesus Christ chính là Đức Chúa Trời. Và chính sự đầy dẫy đó là một cái sự ăn sâu vào trong tấm lòng của những con người. Và lý do đơn giản đó là vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thể lực. Vì Ngài là đầu. Và như vậy thì cái thân thể chính là hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và ông muốn nhấn mạnh một yếu tố liên kết ở trong Ephesos đoạn 1 câu 22, 23 đó. Ngài bắt muôn Phật phục dưới trên Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự và trong mọi loài. Cảm ơn Chúa. Và ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái sự liên kết giữa Đấng Christ và thân thể, để rồi có một cái sự hanh thông để chống lại những cái triết lý của đời này. Để muốn nhấn mạnh một yếu tố rằng đúng là chúng ta bất năng, đã khi chúng ta yếu đuối ấy là lúc chúng ta mạnh mẽ là như vậy. Có nghĩa là sự sống của Đấng Christ bước vào bên trong và hành động bên trong đời sống người ta. Hãy nói một ngôn ngữ khác là chúng ta không phải đắc thắng nhờ những cái gì riêng của mình, nhưng mà sự sống của Đấng Christ ở bên trong chúng ta, nó giống như là một cái gân tay, nó giống như cái bao tay. Nó có thể là chúng ta là những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà cái sự sống hay là cái bàn tay bên trong mới chính là những cái chất liệu để cầm nắm. Và đó là điều mà ông muốn nhấn mạnh với hội thánh Colossae trong cái thời điểm trí hệ phái đang có rất là nhiều vấn đề. Và ngày hôm nay cũng vậy. Có thể thế giới ngày hôm nay
họ nói rằng ô quý vị là những con người bất tài, quý vị là những con người không học bao nhiêu, quý vị là thế này thế nọ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng đúng là chúng ta giống như Phao-lô nói là trong những kẻ có tội tôi là hàng đầu, tôi là tệ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa có một sự thay đổi, cảm ơn Chúa có một sự thăm viếng của Chúa ở trên đời sống. Và đó là cách mà ông muốn nhấn mạnh một yếu tố lớn lao ở trong ân điển của Ngài. Và cái điều mà nói tiếp theo cái điều mà Đấng Christ là đầu và Hội Thánh là thân thể, thì ông nhấn mạnh về cái phép cắt bì. Ở đây chị phái cũng so bì cái sự cắt bì đó. Và ông nhấn mạnh là sự cắt bì nó không phải do bàn tay người ta làm ra. Cái vấn đề là cắt bì nó không phải là lễ nghi, cắt bì nó không phải là một cái gì đó của bên ngoài, nhưng mà là bên trong. Cái vấn đề cắt bì của Đấng Christ, cái từ ngữ cắt bì Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của anh em. Ông muốn nhấn mạnh một yếu tố then chốt bên trong hơn là những cái gì đó bên ngoài. Ở trong Roma đoạn 2 câu 28, 29, Kinh Thánh ghi rằng còn phép cắt bì về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Phép cắt bì làm ở trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Ở đây muốn xoay về, không muốn đi lạc đề, nhưng mà muốn xoay về một cái phép cắt bì thật. Nó không phải là phép cắt bì của cựu ước, của bên ngoài, của lễ nghi bên ngoài, nhưng mà là cái sự cắt bì ở bên trong. Đó là loại bỏ con người xác thịt. Ông muốn nhấn mạnh điều đó. Một đời sống mà có sự hiện diện của Đấng Christ ở bên trong là một đời sống loại bỏ xác thịt. Ông muốn nhấn mạnh điều đó. Ở trong Philip đoạn 3 câu 3, Phao-lô cũng dạy dỗ thế này: chịu phép cắt bì thật là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng đó là cách mà chúng ta được bước đi với Ngài. Và trong câu 12, ông muốn nhấn mạnh về yếu tố hay là ý nghĩa của việc bắp tem, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Và chúng ta cũng kinh nghiệm, ông muốn nhấn mạnh những cái lễ nghi mà trí hệ phái chống lại, phép cắt bì, bắp tem. Và ông nhấn mạnh là điều đó nó đều có một ý nghĩa sâu sắc ở bên trong và nó mang một cái hình ảnh rõ ràng. Đó là kháng cự lại với xác thịt và giống như bắp tem vậy, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại. Và điều cuối cùng nó như một cái nóc ao để dẫn dân sự Chúa đến một sự thăm viếng. Ông muốn nhấn mạnh rằng anh em đã kinh nghiệm được sự sống lại của Đấng Christ vì cớ Ngài đã tha thứ hết mọi tội lỗi và Ngài đã xóa tờ khế lập địch cùng. Nó không có bất cứ một cái sự lên án nào của tội lỗi xác thịt đó. Vì Ngài đã xóa tờ khế, Ngài đã tha thứ và Ngài đã xóa mọi tờ khế chống lại chúng ta và phá hủy mọi tờ khế và đóng đinh rõ ràng tại thập tự giá. Cái từ ngữ mà đóng đinh rõ ràng nó nói lên một cái hình ảnh của người khi xưa, của người Do Thái khi xưa ở trong thời kỳ La Mã. Thì lúc bây giờ người La Mã thì họ muốn bước tới và khi mà họ bắt một cái kẻ thù, cái bên bại trận á, thì họ làm gì? Họ trói cái người bại trận đó lại và cái người bại trận đó đi sau cái chiến xe của cái người đắc thắng. Và tất cả những người dân thành họ đi ra, họ thấy những người chiến thắng và họ cũng thấy luôn những cái mặt của những người bại trận đi theo sau một cách tủi nhục, đi theo sau một cách thất bại. Và đó là những người bại trận. Và ông nhấn mạnh rằng quyền của sự tối tăm, xác thịt và ma quỷ đã bị xóa rồi và nó bị nộp tỏ tường với thiên hạ. Ai cũng thấy hết. Ai cũng thấy, ai cũng biết hết. Và nó biết rằng nó là cái thất bại. Và đang khi chúng ta bước đi một trận chiến thuộc linh, thì cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng sự sống của Chúa ảnh hưởng, năng quyền của Chúa ở với, ở trong, ở bên trên chúng ta, để chúng ta được bước đi và nhận lãnh ân điển tình yêu của Ngài chúng ta. Và thật, chúng ta kinh nghiệm về sự sống của Ngài là sự sống từ bên trong để rồi lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ trong năng quyền của Ngài. Ngài đã xóa tờ cùng quyền cai trị các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp tỏ tường giữa thiên hạ là như vậy. Và xin Chúa Ngài ban phước để quy đời sống quý vị và chính mình tôi giống như là chủ đề của 2023. Nó kết nối với chủ đề 2022. 22 đó là tận hiến và kết quả. Và chủ đề của 2023 đó là chúng ta kinh nghiệm một đời sống đắc thắng ở trong Đấng Christ. Đó là cũng là một trong những cái yếu tố mà phần đoạn Kinh Thánh này lời Chúa một lần nữa xác định trên mỗi chúng ta.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa ban phước. Sống từ chốn âm tín.